chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ những chàng trai, những cô gái mà hôm nay cư dân mạng Kim Thanh nghe mọi người nói là lâu lắm mới thấy một dàn cast trong một bộ phim mà nó mờ lem tới như vậy. Vâng, thì Kim Thanh đang đề cập đến dàn cast cũng như là đạo diễn của bộ phim Móng Vuốt đang trình chiếu tại các rạp. Hôm nay thì hơi thiếu một chút xíu, tại vì nhóm bạn là tới 7 người nhưng mà hôm nay là chỉ có mặt 4 người và đạo diễn mà thôi. Thì chắc là mình sẽ lên tiếng, mình giới thiệu bản thân mình cũng như là cái nhân vật mà mình thủ diễn, đồng thời là cái tính cách của cái người đó như thế nào. Nhưng mà chắc là cha đẻ của Móng Vuốt mình sẽ lên tiếng trước ạ. Okay, xin chào khán giả của VOH, mình là Lê Thanh Sơn, đạo diễn của Móng Vuốt. Mình yêu màu hồng. Vậy là okay. Trong 7 nhân vật này anh là ai trong đó? Mình có thể nói là mình là một phần nhỏ nhỏ của 7 bạn luôn. Nhưng mà có người nào mà anh đặt tâm tư nhiều nhất không? Ví dụ mà yêu thích màu hồng, ghét chiến tranh gì đó. À thì đó, rõ ràng là ở đây là có một cái nhân vật cũng là cùng tên với mình, đó là Sơn. Biết tên nào chứ này đâu. Hèn chi bộ đồ đó trong cái khoảnh khắc đó chị đã hiểu. Tiếp theo nè. Sơn đi chứ hả? Ủa, đúng rồi, tại vậy? Vì anh giới thiệu chéo rồi. Ok, chào tất cả mọi người, chào chị, em là Gia Nguyễn, vai của em trong phim là vai Sơn, cũng là một cái vai thích màu hồng giống như cha đẻ của nó vậy đó. Thì cái vai Sơn là vai như thế nào? Thì vai Sơn là vai một giống như trong một nhóm bạn thì nó giống như một một lớp phó phong trào. Kiểu sẽ là người gom tất cả mọi người lại để mà làm một cái cuộc đi chơi hay cái gì đó, sẽ là Sơn sẽ là người đó. Và Sơn sẽ có vẻ ngoài nó hơi cứng cỏi chút xíu, nhưng mà khi mà lột ra hết lột ra hết thì là lộ màu hơn, cũng hơi cứng xíu. Cái cơ đồ đó chứ gì bên để trong cơ. Che đậy sự mềm yếu bên trong. Thì lớp phó phong trào là Sơn, tuy nhiên là về cái function của nhân vật này là giống như là trong một cái nhóm sẽ có một người leader về đường xá, lái xe, rồi khuân vác, rất là tháo vát trong chuyện là dỡ lều, đóng lều, nói chung là công việc nặng nhọc, và giống như là kim luôn là bộ trưởng an ninh, có nghĩa là những vấn đề về an ninh rồi là bảo vệ cho nhóm thì Sơn sẽ là lãnh cái vai trò đó. Giống như là trong những cái phim sinh tồn thì thông thường là có một cái nhóm bạn thì sẽ có một cái người vượt trội về bản lĩnh cũng như là về thể chất để làm chi, để chết đầu tiên. Đó, chưa gì anh spoil rồi anh, chưa gì anh spoil rồi. Nhưng mà tính ra là gọi là bảo vệ rồi an ninh thì bảo vệ giữ chưa và an ninh giữ chưa em? Thì đó chính vì bảo vệ và an ninh nên chết trước đó chị, là đi kiếm đường sống cho mọi người cho nên chết trước thôi. Rồi tiếp thôi mình để đám bạn nói chuyện với nhau trước đi chị, tạm thời lúc này chị anti em nha Thanh. Okay. Rồi. Okay. Thảo Tâm. Dạ, em tên là Thảo Tâm và em đóng vai Tường Minh trong bộ phim Móng Vuốt. Em không có cảm xúc gì đặc biệt với lại màu hồng hết, mà cái chuyện là em với lại chàng trai quần hồng thì là cùng yêu một người. Đó là nhân vật Tuấn ở trong phim. Nhân vật Thắng. Nhân vật Thắng của anh Tuấn Trần. Nhầm. Dạ. Nhưng mà Minh là một người như thế nào? Tường Minh là một người rất là cá tính. Và hồi đó anh Lê Thanh Sơn từng gọi Tường Minh bằng một cái tên là nữ thần công lý. Là Tường Minh cảm thấy là mình luôn luôn phải giữ một cái trách nhiệm. Là mình phải đưa mọi thứ về với lại justice, công lý của nó. Là luôn luôn là người sẽ lắng nghe những câu chuyện của bạn mình, sẽ luôn luôn là người đi giải đáp khúc mắc. Nhưng mà là một người, tuy là giải quyết chuyện của người khác thì rất là hay, nhưng mà chuyện mình thì không biết giải quyết. Mở có hổn không em? Khá đó, dạ cũng khá đó mọi người. Dạ. Tại vì mình thẳng thắn mà, cho nên là vậy mới giải quyết được chuyện, đúng không? Rồi, tiếp tục nè. Giới thiệu với mọi người Bông Hồng Lai. Dạ. Bông Lion Lai, dạ em xin chào mọi người, em là Bông Lion Lai Naomi. Em thủ vai Hà ở trong phim Móng Vuốt. Thì bạn Hà là một người phụ nữ, một người con gái đi. Một người con gái rất là giao diện thì là Tây nhưng mà giọng nói thì là miền Tây. Và em nghĩ là Hà là một nhân vật rất là
Mỏ hổn, em đó là đó chính xác là cô gái mỏ hổn trong phim của mình đó. Không biết nói dối là gì. Dạ đúng rồi. Chỉ biết là chính mình thôi. Rồi, em thì không phải là nhóm bạn rồi. Dạ. Là em muốn giới thiệu sao cho nó chất đây. Ok. Cũng là Hồng nhưng mà là Hồng Thanh. Rồi, cũng là Hồng giống Gia nhưng mà là em là Hồng Thanh, em đảm nhận vai Phát là một nhân vật có thể nói là phản diện của phim. Cũng được nhiều người nói rằng là đây là mà không mọi người bất ngờ là bởi vì em giống như trùm cuối của dạ cuối cùng thì mọi người không nghĩ là em lại xuất hiện trong cái cảnh đó, thì em đảm nhận một cái vị trí là mà cái ác trùm cuối. Sự tội lỗi bây giờ mới nhận ra nha. Trùm cuối. Người chết đầu tiên ngồi kế người chết cuối cùng. Sao anh nghe sao mà cái câu đó hơi mình cần phải bán vé rồi anh. Không, nhưng mà còn cái quá trình đó làm sao. Thật ra mấy cái bộ phim mà kiểu sinh tồn á thì khán giả cũng rất là quen rồi. Nhưng mà cái hành trình của nó ra sao mới là cái để người ta xem. Chứ đôi khi là trời ơi, phim sinh tồn ai cũng biết là sẽ từ từ từng em mà rơi rụng rồi xong cuối cùng kết thúc cũng sẽ còn một vài em lê lết thân tàn ma dại kiểu vậy đó. Nhưng mà là ai sẽ là những người chốt cuối, ai là người chốt đầu. Nhưng mà chị đang thắc mắc nè, cái vai của Gia là hơi hồng đúng không? Hồng chứ không phải hơi hồng nữa. Thì nhờ cái đoạn với Tuấn Trần cho nên là chị biết là cái vai của Gia rất là hồng. Mà do cái đoạn của em với Rocker Nguyễn đó thì chị không biết là em có chút xíu hồng nào không? Cái nhân vật á. Hồng đen. Hồng đen. Black pink nhỉ. Ok. Dạ. Không, em trong cái đoạn đó em không hồng mà vì em màu đỏ. Bởi vì tâm lý của em ngay lúc đó là em thích máu, em khát máu, em thèm máu. Ủa rồi mắt mới vậy em khen người ta đẹp trai. Câu đó chị nghi đó. Thứ nhất trong cái câu thoại đó em với anh Sơn, lúc đó em nghe cái cảnh quay đó em hỏi anh Sơn là anh Sơn ơi, em cần cái câu thoại nào đó nó phải nó bình thường nhưng mà nó phải mang một cái gì đó nó ghê rợn hơn mà mình đừng có hù người ta nha. Mình phải có một cái câu gì đó thì tự nhiên á em suy nghĩ hoài luôn. Cái em tự nhiên em ngồi em nhìn Rocker tự nhiên tím ngang luôn chị. Em nhìn thôi em bị đẹp trai. Em bị mềm lòng luôn á. Không có đẹp trai. Em thấy ông nội này ông đẹp trai dữ gì trời. Giữ mình. Ok. Xong em mới nói là anh Sơn rồi cho em nói câu này thử được không? Nói là tâm lý thật và tâm lý của nhân vật luôn. Bạn đẹp trai quá. Nhưng mà tôi không có để bạn đi được. Tức là lúc đó là Hồng Thanh rung động thật. Đúng không? Một chút ở ngoài. Cho nên là em mới đề xuất là có cái câu thoại đó vô để thỏa cái lòng của em đúng không? 18 vậy là chính xác. Wow. Chính xác vậy luôn không? Chính xác mà người ta nói là vạn vật sẽ bóng dần theo thời gian. Okay. Cái nguyên dàn cast này là anh Sơn có thể cùng với các bạn chia sẻ là cái quá trình casting như thế nào? Thảo Tâm thì nói rất là nhiều rồi. Thành ra là vai của Thảo Tâm thì cho lướt qua chỗ này xíu. Còn các nhân vật khác này anh cast các bạn sao? Okay. Hay là anh nhìn ai anh thấy ưng cái vibe đó? Ok, đầu tiên chắc là phải nói về Gia. Bởi vì Gia là người xuất hiện đầu tiên. Gia chưa bao giờ được casting cả. Bởi vì thật ra Gia được mời nhưng mà chưa biết là mời vai gì. Không? Thì là có 7 bạn đó. Giờ mày muốn làng nào trừ là thằng Nhân thôi. Thằng Nhân là thằng rất là khó. Nhân vật đó có thể nói là chiếm cái vị trí cao nhất ở trong team của anh và anh phải đi tìm. Và có những lúc anh tìm không ra thì anh nói ê Gia về đọc sách đi, coi chừng em đóng vai Nhân đó. Thì không anh, thì không đọc bao nhiêu cuốn thì em mới đóng được vai Nhân. Nó đóng cái vai rất là hay chữ, rất là nói thật nha. Anh mà để Gia đóng vai Nhân đó là em anti phim này luôn đó. Oh, wow. Trời ơi, chị tới mức đó luôn hả? Tội nghiệp đó. Không, thật ra lúc đó anh cũng mượn cái tình huống để mà anh quăng sách cho Gia đọc thôi. Nhưng mà ai về Gia thông minh quá, Gia nói em làm không được đâu. Mình biết mình anh ơi. Thì sự có mặt của Gia từ những ngày đầu tiên khi mà giúp anh coi như là định hình ra cái nhóm bạn này, cũng như là cái thế giới xung quanh Gia có rất là nhiều những bạn mà anh nghĩ rằng là nó tiềm năng cho bộ phim. Và đó là Naomi. Thì Gia nói ê anh Sơn có bạn này nè, ê anh Sơn có bạn kia, ê anh Sơn có bạn nọ. Thì lúc đó tới một ngày Gia đưa ra một cái hình tượng đó là Naomi, trong khi anh với là Trần Khánh Hoàng nói rằng là nhân vật Hà cũng là nhân vật cực kỳ khó luôn, thủ một cái góc rất là dark ở trong tim
có một cái sang chấn rất là dark trong tim từ trong gia đình của mình đi ra, để mà hóa thân thành một cái nữ thần yêu tự do. Coi như là không có một cái thứ gì, một áp lực gì, một lề lối gì có thể đặt lên trên vai của người con gái này cả. Mặc dù người con gái nó không nói rõ thành lời, nhưng mà không có một áp lực gì đặt lên được bạn này cả. Thì cái quá trình mà cast Naomi rất là thú vị ở chỗ là khi mà anh đã nghiên cứu về Naomi, anh đã thấy rằng là cô gái này hát hay nè, cười đẹp nè, có một gương mặt phải nói là quá là đẹp luôn. Vậy thì cái tâm hồn và cái sao, cái âm sắc của bạn này ra thế nào ta? Và anh đã tự lock mình lại, anh không muốn nghe, anh muốn nghe trực tiếp từ bông hồng lai đó phát ra cái tiếng âm thanh đầu tiên đó, bởi vì anh luôn trân trọng cái cảm giác đầu tiên. Thế là anh nói kìa, Kiều Naomi tới, nhưng vô cửa đừng có chào anh Sơn, đừng có nói chuyện với ai vậy đó, im lặng ngồi xuống. Rồi anh sẽ brief cái kịch bản đó, anh sẽ brief cái tình huống đó. Khi anh brief cái tình huống đó xong, anh nói em khoan nói luôn. Em sẽ có ba cái hướng. Em sẽ có ba cái hướng để mà cực kỳ extreme, bình thường và cực kỳ low. Em chọn đi. Rồi em hãy cho anh nghe cái tông giọng đầu tiên mà anh muốn nghe. Thì Naomi sẵn sàng xong, anh nhắm mắt. Anh nhắm mắt lại. Và Naomi bắt đầu thoại. Thì trong suốt quá trình casting của các bạn này, mặc dù tụi anh có viết kịch bản nhưng anh chưa bao giờ cho các bạn casting theo kịch bản cả. Anh chỉ đưa tình huống thôi. Rồi, tình huống là em là bạn gái, là vợ của thằng A này. Nhưng mà thằng A này á, rất là thân với thằng B này. Một ngày nọ em với thằng B này lỡ lén phén tèn tén tèn với nhau. Rồi thì thằng A về, nó biết, nó hỏi em trả lời làm sao. Thì đó là cái tình huống lúc đó, để mà cho Naomi phải đối diện với Quốc Khánh, rồi Naomi sẽ phải đối diện với từng người khác để mà cho thấy được cái sự tự do về cái như là về lề lối, về chuẩn mực đạo đức là không thể có đặt lên trên quan điểm của mình được. Thì rất là vui khi mà Naomi vừa mới cất giọng lên một cái, nói yes, đây rồi nè. Và lúc đó Naomi diễn hay lắm. Naomi ngồi cái là anh nói là hãy quyến rũ bạn diễn của mình đi. Một động từ đơn giản thôi, Naomi chỉ cần diễn bằng mấy cái ngón tay nè. Giữ lại coi Naomi, giữ lại. Hãy coi vậy nè. Nào, hãy Naomi, bây giờ em thử quyến rũ Hồng Thanh coi. Nhưng giờ nói ngang á, cái em ngại quá. Ráng tập trung nè. Không, chẳng biết làm sao. Không biết em biết làm sao nữa. Mời em, này cô gái. Em có gì? Của bạn đi anh. Not today, please. Rồi, hôm nay không phải là casting, nhưng mà hôm đó Naomi cực kỳ xuất sắc luôn, xuất hiện trong một cái bộ đồ rất là sexy, rất là nhiều dây nhợ lòng thòng, thể hiện ra rằng là một cái cá tính nữ, nó giống như là một thằng boy ở bên trong xác một cô gái rất là xinh đẹp á. Và ngay lập tức anh cảm giác rằng là wow, we are pal, mình là bạn bè với nhau được, mình có thể chit chat được với nhau. Thì đó là cái ấn tượng đầu tiên, và ngay lập tức anh nói rằng là đây rồi. Thì thật ra là đó là cái quá trình mà anh casting Naomi. Nói chung là Kia là đi đóng đoàn phim nào là hay giới thiệu diễn viên cho đoàn đó lắm. Đây không phải lần đầu tiên. Lần nào thoát cũng nghe nói anh Kia giới thiệu em, anh Kia giới thiệu. Chưa đâu mà em còn nghe một cái tin nữa mà em cực kỳ mà em nể Kia luôn, là Kia đi một cái quá trình dài với phim xong, là lúc đó là hết vai của Kia rồi, mà đến cái ngày cuối cùng Kia vẫn có mặt ở trên đoàn để ủng hộ tinh thần của mấy anh em diễn viên. Tại em ham lời anh ơi. Không biết đâu, tại vì Gia xuất hiện phòng hờ in case là cái kịch bản nó có thay đổi phút chót, là ví dụ rớt Gia sống dậy à. Thì ra âm mưu của em là như vậy. Em nói rồi, em ham lời mà. Nhưng mà giờ Naomi em kể đi, cái bữa đó là cái này góc nhìn của anh Sơn, còn cái góc của em đó. Bữa đó là mấy hôm trước đó là Gia gọi cho em nói là ê, có cái phim này nè, mày đóng không? Cái em mới nói mà phim gì kể tao nghe. Cái nó mới kiểu nói, nó úp úp mở mở kiểu gì á. Cái nó ủa thằng này sao nó rủ mình mà sao nó không nói mình cái nội dung gì hết. Nó nói với em là phim mình là phim sinh tồn ở trong rừng. Cái em ơi, ok, tại vì em thích xem phim, em thích xem mấy cái thể loại sinh tồn mà nó tăng adrenaline cho mình á. Thì nó nói vậy, cái em ok đi.
xong rồi tới cái ngày mà em lái xe tới, mà tại vì em nghĩ là phim sinh tồn nên em là em tính bận bộ đồ thường ngày, tại vì em cũng thích bận đồ kiểu lính á. Xong rồi có hôm đó em bận quần cargo, quần lính với cái áo gì em không nhớ nữa, một cái crop top 2 giây. Xong rồi cái em tới đó, cái ga nó đi ra đó kêu: "Ê mày đừng nói gì hết á, im mày, đừng nói, đừng mở miệng ra nói gì hết, đừng chào ai hết, cái uống sao kỳ vậy?" Ủa lúc em tới nó mới nói hả? Chứ dạ, không phải nó nói trước trong điện thoại. Đúng rồi, em tới nơi, em tới nơi nó ra nó thọc bao nhiêu túi rồi nè. Xong rồi cái nó: "Mày đừng nói gì hết, đừng nói chuyện với ai hết á, vô ai có chào mày cũng không được trả lời, được trả lời tại vì anh Sơn anh không muốn nghe mày nói gì hết á." Cái em á: "Ủa, căng thẳng nặng nề, ok để tao lẽ tao tao mà lúc đó là em vô cái mọi người nói gì em tại em sợ mọi người nghĩ là em cũng thô lỗ á, cái em gặp em cũng xong rồi lúc đó là em tới đó là cái điều bất ngờ đầu tiên là anh Sơn anh siêu passionate luôn, anh kể về anh Sơn rất là đam mê, anh kể về cái bạn nhân vật mà anh dùng hết nguyên cái body cái cơ thể của anh để anh kể. Thái cực quyền á fan. Cái bạn này bạn rất là mà đây là lần đầu tiên mà em đi casting mà em lại cảm thấy thoải mái như vậy. Thì em cái tính của em là một người rất là thích sáng tạo. Thì khi em tới anh Sơn ảnh cho em cái đề, thì ảnh kêu em giải cái đề đó, ảnh cho em toàn quyền sáng tạo. Thì khi mà em được toàn quyền sáng tạo một cái gì đó thì em passionate theo luôn, em rất là passionate, em passionate trong cái bữa đó luôn. Thì những cái buổi đi casting nhà em rất là cảm thấy rất là đam mê và thoải mái và được làm chính mình. Tại vì thường thì em đi những cái casting khác thì mọi người làm cho em có một cái cảm giác là nó nghiêm túc quá, sao mà em bị sợ. Thì khi mà em sợ em có tâm lý vô là em lại không làm được. Thì khi mà em đi vô casting ở trong đoàn của mình thì em tất cả mọi người làm cho một cảm giác rất là thoải mái và muốn sáng tạo, muốn về muốn nói chuyện, muốn create, muốn với mọi người. Rồi còn với vai của Hồng Thanh á, nói chung là phản diện em nghĩ là có nhiều option để lựa chọn. Nhưng mà vì sao anh chọn Thanh? Anh nhìn thấy cái gì ở trong Thanh? Ví dụ như tập gym nhiều quá, nổi cơ lên hay là sao? Nếu mà nói một câu chuyện về chọn Hồng Thanh thì nó xa lắm. Tuy nhiên, tức là xa là từ một cái cảm giác đẹp ngày xưa khi mà hai anh em cùng học một trường. Rồi Hồng Thanh thì sân khấu điện ảnh, lúc đó Hồng Thanh vừa tốt nghiệp và anh cũng mới tốt nghiệp khoảng 1-2 năm thôi. Và anh quay về, anh không phải quay trường mà anh làm một cái đứng lớp của một cái phim ngắn của Toto cho CGV tổ chức. Thì lúc đó mới có cơ hội mượn diễn viên của trường để đóng những phim ngắn đó. Thì đó là cơ hội anh với Hồng Thanh được gặp nhau. Thì ngày quay của các bạn sinh viên nó nặng lắm, nó rất là thiếu thốn đó, cho nên là hai anh em rất là mệt mỏi và chia ấp nhau vào những cái giờ nghỉ. Thì những cái lúc mà nói chuyện chit chat nhau thì anh mới phát hiện ra là trời, Hồng Thanh là một người vô cùng trong sáng và hiến thân trọn vẹn cho nghệ thuật, cho tổ nghề. Mặc dù là hình thể cũng giống như là mọi điều kiện sắc vóc khác của một diễn viên là không có được nhiều, nhưng mà bù lại là Hồng Thanh có một trái tim rất là rực lửa. Không, có nhiều cái miếng mà Hồng Thanh nói ông bán vé số như thế này và Hồng Thanh ngay lập tức diễn thị phạm để cho anh xem, mặc dù anh không có yêu cầu. Thì anh để cho Hồng Thanh ra hết tất cả những cái đòn mà Hồng Thanh có lúc đó. Và anh rất ấn tượng rất là đẹp. Và sau đó khi anh thấy là Hồng Thanh được ngay lập tức được trấn thành, được những nghệ sĩ hài nổi tiếng của Việt Nam coi như là công nhận và diễn chung thường xuyên. Vừa mới ra trường thì anh biết rằng nhìn nhận của mình đã đúng. Có những người tài năng ở bên lĩnh vực khác đã nhìn ra được tài năng của Hồng Thanh. Tuy nhiên là bẵng đi một thời gian quá dài, hai anh em không có liên lạc được với nhau cho tới cái móng vuốt. Thì đầu tiên với cái kịch bản đó thì anh cũng sẽ nghĩ tới những cái gương mặt khác chuyên đóng vai biến thái của Việt Nam. Tất cả những ai đã từng đóng những cái vai mà tâm thần biến thái của Việt Nam, tin đi anh không kể tên ra hết nhưng mà không có cái tên nào sót, từ Bắc Chí Nam luôn là anh tìm hết. Và nếu mời được ai là anh đã mời hết tới luôn. Thì những người đó là những diễn viên rất là gạo cội, họ đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm, thậm chí có người còn là ngôi sao hạng A nữa kìa. Tuy nhiên tất cả những người đó đều cho anh một cái bức tranh, một cái nhân vật mà anh đã thấy rồi. Anh thấy rồi, anh nói no, không thể là như vậy được, không thể là như vậy được. Thì lúc đó là trong cái buổi chiều rất là u ám đó, thì anh chợt nhớ tới cái nụ cười rất là trong sáng của Hồng Thanh.
Wow. Cái nụ cười trong sáng đó nó sẽ không sáng nếu như trước đó anh không chứng kiến những cái nụ cười bệnh hoạn của những bạn diễn trước. Khi mà họ cố diễn cái gọi là cái cycle, cái tâm thần, cái điên loạn, cái khát máu của họ qua những cái giọng cười của họ, thì những cái giọng cười đó là những giọng cười của những người đã biết quá nhiều về cuộc sống này, đã biết quá nhiều đau khổ từ cuộc sống này, cho nên cái nụ cười của họ không có được trong. Nó có một cái gì đó nó tà tà, nó có một cái gì đó nó nhiễm vô. Thì anh nói cái tên này nó phải như là thiên nhiên vậy đó, cái nụ cười nó phải trong veo như thiên nhiên vậy đó, để khi mà cái ác nó bật ra thì nó mới tự nhiên, giống như là một cái bông hoa đen ở trong vườn mà mình không cần phải phán xét nó đó. Thì mình nói yes, 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 chỉ có là Hồng Thanh, cái răng khểnh đó, cái góc cười đó. Yes, thì lập tức gọi điện thoại, và Hồng Thanh chưa bao giờ say no với anh cả, lập tức có mặt và lập tức vào vai, và lập tức coi như là tưởng rằng là ngày đó là gặp nhau thôi, ai dè ngày đó anh em gặp nhau lần đầu tiên là xả luôn, hai anh em diễn cặp với nhau luôn, bạn diễn đi về hết, hai anh em làm nhau quằn quằn quằn. Và Hồng Thanh từ chối anh là em không nhận được vai này, bởi vì có một cái yếu tố ở trong kịch bản đó là nhân vật Phát là một nhân vật bị nghiện đá, bị nghiện ma túy, cho nên mới dẫn tới để mà logic cho những cái hành động ác sau đó. Thì Hồng Thanh không chấp nhận yếu tố đó, Hồng Thanh từ chối vai. Anh nói ok vậy về đi. Và sau một đêm suy nghĩ, anh đặt lên bàn cân, ok, nếu như mình giữ những gì có trong kịch bản thì mình sẽ mất nụ cười này, mình sẽ mất con người này, mình sẽ mất cái cảm giác rất là mới này khi mà anh gặp Hồng Thanh. Thế là không đợi biên kịch, anh quyết định là sẽ thay đổi, gọi Hồng Thanh trở lại. Và anh với Hồng Thanh đã có một cái ngày làm việc rất dài luôn, từ sáng tới tối, không chỉ nói về cái insight của nhân vật thôi, vì sao mà nhân vật đó bị ám ảnh bởi máu và bị nghiện máu, và từ cái nghiện máu đó, nghiện hành ra những cái tội ác đó mà nó dẫn ra một cái tai nạn khủng khiếp cho phụ phim. Lúc đó thật sự là em nghĩ rằng là lúc 99% này không nhận được, em không được anh Sơn gọi lại. Mà thật ra em chia sẻ luôn, ngay lúc đó em rất là buồn. Vì có thể nói rằng là trong cái quá trình mà từ lúc Cười Xuyên Việt cho đến bây giờ là em không nhận bất cứ một cái vai diễn nào về điện ảnh hết. Và tại vì sao? Tại vì mọi người mời em toàn là vai hài, vai cameo, vai phân. Ok, em phải chọn thôi. Em rất là thích điện ảnh nhưng mà em phải chọn, em chọn không nhận những vai đó. Em đợi một ngày nào đó, một cái cơ hội nào đó đến với em, thì phải là cái vai mà em cực kỳ thích, một cái dạng tâm lý đặc biệt giống như vậy. Thì đùng một cái là cái ngày đó là anh Sơn gọi. Mà khi mà em đọc kịch bản thì em thấy có một cái yếu tố kích thích, chất kích thích, thì em nói là trời, không lẽ bây giờ mình diễn vai này cũng được đi, nhưng mà mình diễn đá rồi, mình chơi rồi, mình giết người rồi, sau này tất cả những lời mời khác họ tìm đến em là bởi vì em chơi chất kích thích, vì em hợp với hình tượng đó, nên em thấy thôi ok chấp nhận chờ thêm tìm cho em nữa. Thậm chí là kích trong thích. Những cái lúc mà mấy năm chờ đợi đó, em đã nghĩ rằng là hình như là em không có cơ hội rồi, em sai rồi, em phải chọn một con đường khác đi thôi. Nhưng mà không ngờ một cái ánh sáng rất là lớn nó rớt vào cuộc đời của em là anh Lê Thanh Sơn. Cảm ơn cái nguyên tắc đó của em luôn. Nếu như mà em không giữ chắc cái nguyên tắc đó thì anh đã không có phải vận động suy nghĩ. Nhưng mà em biết không, ngay cái thời điểm mà Hồng Thanh nhận lời với anh đó, thì thật ra lúc đó khó khăn mới bắt đầu. Còn trước đó nó chỉ là tưởng tượng và ước mơ thôi. Nhưng mà khi mình ước mơ xong rồi, mình có được nó rồi, you may get it, thì lúc đó là có quá nhiều những khó khăn. Thứ nhất là chiều cao của Hồng Thanh so với lại Tuấn Trần và những bạn diễn như là những cái tòa nhà chọc trời kia, thì làm sao mình có thể cân được cái năng lượng của một người nhỏ bé ốm yếu như vậy mà có thể đối diện với một người cao 1m86 như là Tuấn Trần và như 1m9 nữa. Em 51 thôi à. Trong phim là 1m9 là nâng lên rồi. 1m9 của tao. Nổ. Okay. Mấy ngày độn. Bài chính của tao gớt núi luôn. Thì có rất là nhiều ý kiến dèm pha. Anh Sơn anh chọn sai rồi. Ở vậy hả? Ok. Làm sao mà như vậy được? Không, từ đạo diễn hành động cho tới phục trang cho tới nhiều, không ai tin hết. À, nhưng mà em biết không? Cái lúc đó đó, giữa Sơn với Hồng Thanh đã kịp kết nối rồi. Đã kịp kết nối với nhau về tâm thức, về rất là nhiều tin nhắn ở phía sau để bơm cho nhau những nguồn năng lượng, để bơm cho nhau những hình tượng kẻ ác, để bơm cho nhau những cái giá trị nhân văn. Thì lúc đó điều tiến tới rất nhiều, nhưng mà lúc đó thật ra nó lại là thử thách.
à, đều tiến tới, nhưng mà mình đã kết nối ở đây thì ra tất cả những cái mà khó khăn và những cái thách thức và những cái trong tương lai nó chỉ là anh có chắc rằng là cái anh đang có ở đây là đúng hay chưa. À, thì thay vì anh đi giải quyết bên kia, anh lại quay lại thắt chặt hơn cái mối liên hệ với anh với Hồng Thanh. Thì đó cũng là một cái công thức chung để mà anh kết nối với những bạn còn lại, cũng như là cái công thức để mà anh giải quyết vì sao con gấu của anh nó kém hấp dẫn. Thay vì anh đi làm cho nó hấp dẫn hơn thì không, anh lại đi làm cho cái tình bạn nó hấp dẫn hơn để nó cân những thứ mà mình đang bị thiếu thốn. Ví dụ như Hồng Thanh thiếu thốn về chiều cao, vậy thì phải cho anh ta một lý do, một cớ, một cái năng lượng để anh ta có thể ngạo nghễ rằng là tụi mày đang đứng trong thế giới của tao, tao là chúa tể của rừng xanh, còn tụi mày chỉ là những khách thôi. Thì đó, làm sao để anh có thể từ tinh thần, năng lượng, vóc dáng và một cái thái độ gì đó trước đó mà khán giả phải tin rằng là đây là một con quỷ thật sự. Bản thân em khi mà lên set thì mà em coi cái đoạn mà Hồng Thanh diễn với anh Tuấn á, mấy đoạn em cũng không tin tại vì thấy Hồng Thanh nhỏ xíu mà ông Tuấn không cao nhông, em đứng em còn phải ngước lên nói chuyện với ông nữa thì mới làm sao mà đánh lộn được. Nhưng mà khi mà thấy hai người đó diễn với nhau là gai ốc em nó nổi lên rừng, cho tới khi cái ngày ra rạp cái bản cuối cùng em vừa rồi em coi em vẫn nổi là y chang như cũ, em không khác chút nào hết. Năng lượng thật là quá xịn, quá xịn luôn. Và thêm một chút là cái cảnh, có một cái cảnh rất là căng thẳng giữa anh Hồng Thanh với lại bé Mi của đoàn, đó là Seri. Yes. Thu Hà. Thì Seri là một em bé rất là trong sáng và vô tri, rất là vô tri, mà thường vô tri đó thì em có thể confirm được là ở ngoài đời luôn. Đúng rồi. Bé đó cũng dễ thương như vậy đó. Anh không đồng ý ý này nha, lát nói xong thì anh nói lại. À dạ, ok. Bé Mi là một Seri ở ngoài là một người rất là thật thà. Và thật sự là bạn mang rất là nhiều cái chất liệu của chính bạn vào trong nhân vật. Cho nên là khi mà có những cái cảnh căng thẳng giữa Hồng Thanh với lại bé Mi thì đó cũng là một cái rất là ảnh hưởng đến bé Mi. Nhưng mà anh Hồng Thanh là một người đúng như là anh Gia nói, thì cái năng lượng của nhân vật của anh Hồng Thanh nó rất là đáng sợ. Và nó hơi choáng ngợp cái người đối diện, và nên thế tại vì anh là phản diện mà. Cho nên là mấy cái cảnh mà anh đóng chung với bé Mi á, em ngồi ngoài em căng thẳng vô cùng, em căng thẳng giùm bé Mi. Và đúng là có những cái cảnh khi mà có những cái take away mà nó nằm ở cái cảnh mà anh Thanh tấn công bé Mi á, thì bé Mi khóc rất là nhiều, nhưng mà nó lại đúng với cái khắc họa nhân vật rất là nhiều. Và nhưng mà mọi người phải bu vào chăm sóc bé Mi rất là kỹ, cũng vì cái lý do mà bu vào chăm sóc bé Mi. Cho nên bởi vì sao, khi mà em lên set á là cái với vai phản diện của em buộc em không nói chuyện với mọi người. Mà em rất thích nói chuyện với mọi người, em không thường phải làm luôn sao hết. Nhưng mà nếu mà em tạo cảm giác gần gũi thì mọi người sẽ không tin vào trong cái nhân vật của em. Đúng thì rồi. Lúc đó không buộc phải chịu, em mọi người nói em là mà không có chảnh ngôi sao hay gì đó cũng được. Bây giờ em chấp nhận, sau này em sẽ giải thích sau. Em bị một góc đến mức mà em chuẩn bị diễn với bé Mi thì Thảo Tâm ôm bé Mi lại nhìn liếc em, thằng này hả, thằng chó này có gì đâu, kệ đó em chơi nó. Thì lúc đó em ơi, Thảo Tâm anh làm gì em? Mà trong con mắt em thôi chứ em không có nói ra trong con mắt. Ủa chết cha, nãy giờ mình có làm gì? Ủa cái đó vậy đó, một cái sự cộng hưởng năng lượng là bên ngoài chứ không phải trong phim đúng không? Không phải bên ngoài, em có tưởng tượng là cái đêm đó gần 100 con người bu xung quanh set, không cặp mắt nào rời khỏi Hồng Thanh và bé Mi. Mà em có tưởng tượng 100 người mà nó im lặng tuyệt đối trong vòng 2 tiếng không? Chỉ để coi một cái quần thảo giữa nó căng như dây đàn luôn em. Và anh muốn điều đó, anh thích cái điều đó, để và anh muốn hai diễn viên nó phải thật sự là tập trung và bị run sợ và bị phấn khích bởi cái màn mình đang làm ra. Em cho không biết là không có series ở đây cho nên không biết em có kể được cái chuyện đó hay không, nhưng mà chắc là cho em xin nói một xíu đi. Thật ra hôm đó em với anh Sơn có thể là như nó gần gay với nhau luôn á, bởi vì như em nói, cái điều kiện của em, những cái yếu tố mà em đưa ra là không cho chất kích thích và cũng không có hành động hiếp dâm luôn. Em rất là sợ cái điều đó thiệt. Em không thì ok, anh Sơn muốn em làm em sẽ làm, nhưng mà em không có cơ sở để làm ở trong nhân vật của em. Nhưng mà anh Sơn cho em rất là nhiều bơm cho em rất là nhiều, em gần làm được rồi. Nhưng mà cái tôi diễn viên của em nó lại kéo em về, thì sorry kể cho anh câu chuyện về những gì mà bạn trải qua hồi tuổi thơ. Xong rồi tự nhiên khi mà sau khi anh nghe sorry nói xong, sorry khóc. Chính vì cái giọt nước mắt mà những câu chuyện đó làm cho em có thể diễn được cái cảnh nó một cách mượt hơn, và em không còn tin đó là em nữa, đó là nhân vật. Hay quá. Dạ, yeah, Seri tuyệt vời. Seri thật sự là rất là hy sinh vì cái vai diễn này. Cũng rất là muốn được khen bé Seri trên sóng. Nhưng mà tóm lại á, là vì em có nụ cười trong sáng ngây thơ. Nhưng mà
Rồi phía sau đó chắc là là ngây thơ dữ chưa đó. Hồng Thanh thật sự là tuyệt vời, ngây thơ ánh từ trong ánh mắt tới nụ cười luôn. Y trong phim đúng không anh? Dạ. Gần như là như vậy. Cho tới cái lần thứ hai mà khi mà quay lại Hồng Thanh đó, là cái ánh mắt của Hồng Thanh nó đã hơi khác rồi đó. Nó biết rồi. Nó biết cái kết quả rồi. Cái thứ mà tụi anh đã cố gắng bảo vệ rằng là quay cái cảnh này đừng có biết kết quả cảnh sau đó, để mà mình luôn luôn mình bất ngờ với là cảm xúc. Nhưng mà Hồng Thanh làm quá tốt luôn. Và cái điểm mà đêm đó đó, phải nói là hai anh em gần như là tò tiễn với nhau lắm. Em không làm được. Anh nói, em phải làm được. Bởi vì đây là nhân vật, là vấn đề mình muốn kể. Nó lớn hơn mình nhiều lắm. Nó không, cái tôi của mình nó không là cái gì hết. Đứng mất gì luôn á lần đầu tiên. Tóm lại là chị đã nghe rất là nhiều giai thoại về sự cố chấp của anh Sơn, cho nên là nó cũng bình thường thôi em. Bird. Không, mình cũng có thể là trong một số trường hợp nó cũng làm cho mọi người rối, nhưng mà trong nhiều trường hợp, ví dụ như bảo vệ dàn cast để ra được cái bộ phim đúng ý ảnh thì ảnh cũng có cái lý đó. Nhưng mà thực ra khi mà ra set á, nếu mà không phải là anh Sơn á, mà là một người đạo diễn khác, em nghĩ tụi em không làm được mấy chuyện tụi em đã làm. Do anh dữ quá đúng không em? Không phải. Cái năng lượng, cái đam mê của ảnh, cái lửa của ảnh đốt tụi em cháy, cháy bừng 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 bừng. Ngoài cái đó ra, anh còn thấy một cái là cái tính thuyết phục của anh Sơn quá khủng khiếp. Chị biết cái kiểu không? Năng nghị luận của ảnh đó chị. Đó, dùng hình ảnh rồi xong lôi tâm điểm chỉ, điểm chỉ, lôi tâm kẻ, lôi tay, múa. Dùng tất cả cái linh hồn gì mình có được, cái chuyện diễn viên hết. Dập lá lách luôn mà. À, dập. Gãy cái. Gãy xương số 8. Gãy xương số 8 luôn. Ủa sao anh đam mê vậy luôn ha? Cái đêm đó là cái đêm rất là đáng sợ, đó là cái cảnh mà gọi là cái cuộc chiến cuối cùng của các nhân vật trong này, thì có anh Thanh, có anh Tuấn, có Seri, có em. Thì lúc mà tập dược thử những cái cú đánh á, là đã có team Cascader, mọi người đã luôn luôn standby ở đó. Nhưng mà anh Sơn muốn tạo cho tụi em một cái tinh thần đúng, với lại anh Sơn là một người giống như chị My nói, là lần đầu tiên gặp gỡ là anh Sơn đã kiểu rất là hình thể rồi. Thì cái cảnh đó là ảnh nhào tới cái cây, xong rồi tự nhiên thấy anh trượt chân một cái ảnh té cái ặc, xong rồi tự nhiên thấy anh từ từ đứng lên là thấy nó không có đúng năng lượng của anh Sơn rồi. Thì một lúc sau thì thấy anh Sơn cứ ôm ôm cái sườn, nhưng mà sau đó thì anh vẫn tiếp tục quay. Quay mấy ngày sau luôn, là cổ vũ cho tụi em. Mấy ngày sau không đi bệnh viện luôn, có nghĩa là về tới Sài Gòn quay trong studio và em thấy cái mặt anh tím hết rồi. Nói anh Sơn ơi, đi khám, đi khám đi anh. Nè, anh không sao, anh không sao. Cái hỏi nữa cứ không có la, không có la nổi. Khám ra là thấy gãy một cái xương sườn vì cái cú té. Gãy xương nhưng vẫn là thuyền trưởng. Đó là một leader. Gãy xương mà vẫn ngồi làm việc như vậy thì quá là đáng sợ. Bây giờ mình thăm nóng thêm một chút xíu đi. Trong phim này, mặc dù cái phim sinh tồn thì những cái khoảnh khắc vui vẻ nó không có nhiều lắm, nhưng mà đại ý thì chúng ta cũng có một số cảnh hơi ấm ấm. Thì em không có đâu. cảnh của em hồi nãy em kể rồi đúng không? Ấm ấm bên này nè. Bây giờ chị mạn phép hỏi Gia, cảnh ấm ấm, sắp ấm của em. Sắp ấm. Sao chị? Đó, em mới tung trận. Thì nhưng mà chị hỏi sao chứ? Thì cái cảnh đó em chuẩn bị tâm lý như thế nào? Tại vì thật sự là cảnh đó tạo cảm xúc cho người xem rất dữ luôn á. Chị ơi, cảnh đó là cái cảnh khiến cho em không ngủ được mấy ngày. Có nghĩa là em với ông Tuấn là kiểu muốn điên với cái cảnh đó luôn á. Có nghĩa là... Tức là em nôn nao, em chờ đợi hả? Không làm được á. Tụi em tập rất là nhiều nhưng mà tụi em làm hoài không có ra. Tụi em làm tới mỏi mà anh Sơn nói, anh Sơn kiểu mấy giờ sao ta? Giờ không biết có làm nó sao. Tới nỗi mà Quốc Khánh, mỗi đêm Quốc Khánh phải kêu em xuống tới 4-5 giờ sáng để mà tập với ổng, rồi tập với lại anh Sơn, rồi tập với anh Hoàng, rồi tập với ông Tuấn, tập qua tới nỗi mà em phải lên trên phòng của em ập mặt như em gói, em la lên, em la quá vậy, la làm sao không làm được. Em tưởng là em xong rồi, cái cảnh đó là em flop rồi. Thì đó, thì kết quả cuối cùng là cái mà mọi người đã được thấy đó, thì nó là một cái quá trình khá là kinh khủng đối với em. Nhưng mà cái lúc đó đó em đóng nó, cái cảm xúc của em như thế nào khi mà bề ngoài mạnh mẽ nhưng mà che giấu cái sự yếu đuối bên trong? Thì đó là Sơn chứ không phải là Gia đâu. Không có đâu Gia đó. Lúc đó em nghĩ gì tới em nghĩ tới thằng Tuấn hay em nghĩ tới đó, thằng, lúc thằng đó, Thắng? Chị đang cần cái tâm em chia sẻ lại cái lúc hay là em dán cái mặt ai đó lên mặt của Thắng?
chung anh cũng không biết luôn á. Mặc dù mình là nhân vật em nhưng mà chị biết là cái tâm lý của mình lúc đó mình vẫn biết như thế nào chứ. Em diễn mấy take cái đó? Mấy take anh? Dạ, cũng một take, hai take à. Đúng, không lâu. Không thể lâu được bởi vì lúc đó một cơn mưa đến. Cái cơn mưa mà trong phim đó thật sự là Thượng Đế cho đó, ông trời cho đó. Trời mưa đúng lúc đó luôn. Rồi, không còn nhiều cơ hội các bạn ơi. Các bạn nếu như mà miss cảnh này là mình mất đó. Thế là Gia và Tuấn Trần và cả đoàn phim biết rằng là mình chỉ còn 15-20 phút để shoot cảnh này thôi. Và thần thánh xảy ra và tụi anh không có nhiều cơ hội lựa chọn. Tuy nhiên để nhắc thêm cái chuỗi ngày đau khổ của Gia thì anh phải nhắc thêm là suốt 2 tháng cái yếu tố đó đó. Yếu tố đó đó. Nó luôn luôn nằm trong kịch bản nhưng mà nó chưa có đẩy xa tới mức cái nụ hôn trán đó đâu. Nó là một cái gì nhẹ hơn rất là nhiều. Vậy mà Gia mỗi lần ăn cơm anh Sơn ơi bỏ cái đó chưa? Chưa nữa hả? Thì khi mà anh biết rằng là diễn viên của anh đang sợ một cái gì đó thì anh sẽ cố chấp muốn họ đối diện với cái đó cho dù điều đó anh có xài trong phim hay không anh tính sau. Bởi vì đây là cơ hội đối diện duy nhất cho bản, cho anh luôn. Hồng Thanh cũng vậy, Hồng Thanh có rất là nhiều những cái chiêu mà xin lỗi các bạn còn 40% đó của Hồng Thanh mà bộ phim Sơn đang giữ lại thôi chứ không, nếu mà xả hết những gì Hồng Thanh đang có ra thì phim này khủng khiếp lắm. Nhưng mà mình phải cân lại thì Hồng Thanh đã phải đi tới cùng tới những cái điểm đó luôn và sợ, và khi thấy Hồng Thanh sợ gì Sơn bẻ mặt vô để mà đối diện với nó. Thì đây là bởi vì cái theme, cái point của bộ phim này á, nó là mỗi người sẽ nhìn vào cái giây phút cuối cùng và cái nỗi sợ của mình ra sao thôi. Rồi em kể lại lúc đó em diễn như thế nào, có mười mấy phút tới thôi cùng. Tới cùng chị dí tới cùng luôn cái cảnh này luôn. Đúng là cái ngày hôm đó là một cái ngày mưa đặc biệt lắm, tại vì tất cả gần như ngày nào tụi em quay cũng mưa, nhưng mà cái ngày mưa hôm đó là ngày mưa mà trời vẫn còn sáng, xong là nó là một cái áng mưa chiều rất là lãng mạn, xong không khí nó rất là trong. Đó là ngay sau cái cảnh của Quốc Khánh với lại Đồng Minh. Đúng đó. Không cái đó để giữ lại em tới này trước rồi mới tới đó. Nhưng mà thì, cái cảnh mưa đẹp nhất luôn á. Thì nói chung là cái ngày đó là tụi em đã định là quay nhiều lần trước đó lắm rồi, nhưng mà tại vì lần nào cũng gặp mưa cho nên là tụi em phải dời qua cảnh khác, quay dời tới mấy ngày, 2-3 ngày gì đó. Thì tới cái ngày cuối cùng đó thì mưa nó vẫn lúc phức, Hiện Sơn mới nói em là thôi em ơi ý trời kệ nó quất luôn đi. Thì giờ mình vô khúc đó rồi gọi quất luôn, lỡ hồng luôn. Nhưng mà tức là em với Tuấn Trần biết nhau trước chưa? Tức là trước cái bộ phim này đó. Em với Tuấn Trần là có gặp nhau một lần trong một cái buổi đi trao giải Ngôi Sao Xanh. Thì anh Tuấn là diễn viên chính xuất sắc, thì em là diễn viên triển vọng. Thì có gặp nhau lúc mà hai anh em lấy cái thông cái cúp thì xuống, hai anh em có chào nhau một cái thôi. Rồi sau đó thì lên cái buổi mà casting mà anh Sơn gặp là buổi đầu tiên em gặp cái Tuấn Trần. Thì em cứ tưởng là anh Tuấn sẽ là một cái kiểu người nó hơi chảnh chọe xíu tại vì là ngôi sao. Nhưng mà anh Tuấn không cho em cái năng lượng đó. Anh cho em cái năng lượng rất là kiểu thân thiết và dễ gần. Và ảnh là cái người cái điểm bám để mà em bám vô em diễn tới cùng là nhờ anh Tuấn á. Là cái năng lượng của anh Tuấn toát ra. Năng lượng người bạn trai á, chị hiểu không? boyfriend material, an toàn, đúng rồi. Em chắc chắn luôn, bất kỳ một người đàn ông nào mà đi chơi thân với ông Tuấn sẽ có cái kiểu là bromance, chắc chắn luôn. Sẽ có cái giọng mượt mà thều thào, mềm mỏng với thổi lỗ tai đó. À, tóm lại là em có rung động bởi Tuấn Trần đúng không? Vậy chị vẫn dí à? Em nói tới đó là chị vẫn dí em à? Có thì nhận đi. Ok, khúc đó em có, em nhận. Em có, em nhận. Tại vì lúc đó em là nhân vật rồi. Đúng rồi. Okay. Em phải yêu thằng Thắng mà. Rồi lúc đó em có cảm thấy tiếc khi mà nó chỉ là một nụ hôn trán không? No. Em cảm thấy được giải thoát thật sự nha. Giải thoát cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nha. Về thằng Sơn thì giờ giải thoát mà em cũng được giải thoát luôn. Giải phóng cả cái đó luôn. Rồi từ nay về sau nếu mà có những vai kiểu như vậy mà nó nặng đô hơn thì em thấy nào? Nặng đô theo kiểu gì theo nghĩa? Thì đó, thì kiểu vai như vậy đấy, cái kiểu em nghĩ thì là ý trời đi. Thì cái vai đó của em nó đi được tới mức đó là cũng nhờ ý trời. Thì sau này có ý trời có như thế nào thì mình có thuận kiểu Brokeback Mountain đó. Hả? Brokeback Mountain. Trời. Nhận liền chứ. Nhận đi. Không em? Đẹp. Hay.
hay. Nhưng mà phải tùy vào cái ý trời. Nhưng mà ý là em có dám không? Nếu mà ý trời thì em dám. Sao ý trời? Nếu mà tới đó mà em không còn lựa chọn thì em phải làm đúng không? Thì em phải dám chứ. Có ngay từ đầu em nhận kịch bản em có quyền từ chối vai chứ. Ví dụ em nhận kịch bản vậy em có say yes hay không? Ok, nếu như nó là tướng Trần thì em ok. Ồ. Còn Đốc Cơ Nguyễn á, còn ví dụ như Hồng Thanh hay Đốc Cơ Nguyễn thì sao? Duy Khánh thì sao? Quốc Khánh thì sao? Quốc Khánh ra tái độ này. Ủa quên, Quốc Khánh ra trời. Đừng có buồn lên hết, đừng có buồn nha. Không có gì hết, không sao hết. Không sao vậy. Thế bây giờ phim có mấy nam nè, là Tuấn Trần, Rốt Cơ Nguyễn, Quốc Khánh, rồi Hồng Thanh. Những chất liệu bạn trai khác nhau. Đúng rồi, bốn vai rất là khác nhau. Vậy thì ngoại trừ Tuấn Trần, những người khác có làm em rung động không? Không. Wow, gu của em là Tuấn Trần đúng không? Không phải gu. Mà là cái material của anh nó quá mạnh đi. Cái material bạn trai nó quá mạnh đi. Ok, rồi chị ghi nhận. Rồi bây giờ tới Naomi với lại Quốc Khánh. Cảnh đó cũng nhẹ nhàng mà em hả? Dạ đúng rồi, nó rẹt rẹt lắm chị. Đang xin thêm quá trời luôn. Mà nó biểu nó xin thêm quá trời luôn. Mà em có quay cảnh nào mà thân mật vậy không? Dạ từ xưa tới giờ thì em chưa. Và em à, dạ có. Đâu? Không, dạ có, nhưng mà với người yêu cũ của em. Trong cái MV cũ của dạ. Trong 3 tiếng đi. Em nghĩ gì về Quốc Khánh? Em thấy Quốc Khánh là husband material thiệt á. Tại vì ảnh có một cái năng lượng rất là chồng. Em không biết phải diễn tả sao nữa, là ảnh có một năng lượng rất là an toàn. Thì khi mà mình ở kế một cái năng lượng an toàn đó, mình cảm thấy được bảo bọc, thì mình cảm thấy muốn làm vợ. Rồi cảnh đó hai đứa đóng thoải mái không? Dạ, dạ em thấy rất là thoải mái. Tại vì anh Khánh ảnh cho em một cái năng lượng rất là thoải mái và nhẹ nhàng, chill lắm. Anh Khánh là một người rất là... Ông cọc với em. Đôi lúc ông cọc nhưng mà cái kiểu rất là chồng. Kiểu là chồng mà kiểu nè. Khánh mày vợ. Là tại vì anh Khánh là một người thiệt ra là đòi hỏi rất là cao ở dàn cast của em. Giống anh Sơn hay kể là anh Khánh mới là lớp phó kỷ luật thực sự. Là người sẽ luôn luôn bảo tụi em phải tập trung vào. Và giống như anh Gia có kể là anh Khánh sẽ là người bắt anh Gia tập diễn. Thì đối với Naomi cũng vậy. Nhưng mà anh Khánh bữa trước có cái buổi rap party sau khi mà premiere xảy ra, thì anh Khánh có kể một chuyện là anh Khánh rất là quạo Naomi. Lúc đó chị chưa có tới bữa ăn. Thì anh Khánh rất là quạo Naomi, tại vì Naomi rất là dễ bị cười. Naomi rất là vui, cho nên là Naomi rất là dễ bị mất tập trung. Thế là mỗi lần mà anh Khánh đóng với Naomi là anh Khánh lại muốn đánh Naomi một chút. Tại vì Naomi mất tập trung là một, với lại thứ hai là thật ra anh Khánh cũng rất là tôn trọng bạn diễn. Nhưng mà khi mà có những cặp đó là vợ chồng, họ phải có những cái cử chỉ thân mật hơn, thì anh Khánh rất là áp lực cái chuyện đó. Xong rồi lúc đó thì bạn gái của anh Khánh đứng xem cái cảnh đó, thì chị đó mới chống nạnh lên. Chị đó bảo sao anh là chồng của nó mà anh không giống chồng nó gì hết, anh qua đó anh bóp đít nó cho em. Là bạn gái của Khánh. Dạ vâng, bạn gái của Khánh chứng kiến bên ngoài, đứng coi như là đó, coi chồng mình đang diễn với vợ ra sao, không có giống chồng gì hết, thì anh qua đó bóp đít nó một cái, thế là con mới có cái bóp đít trên phim. Đây mà tôi không có hề nhớ luôn á. Ủa anh nhớ. Nhưng mà vậy thì tức là Khánh có bạn gái, là em có bị áp lực khi diễn không? Lúc đầu thì em có, nhưng mà chị ấy bạn kêu em ra một bên, bạn nói là ê bà đừng có bị tôi làm cho bà cảm thấy không thoải mái nha, thì bà cứ coi như là tôi không có đó đi, bà cứ làm như là vợ chồng đi, tôi không hề có cảm thấy là bị ghen hay gì đâu, bà cứ thoải mái. Thì lúc đó thì em sẽ cảm thấy em cảm thấy là thoải mái hơn sau đó. Thiệt không? Dạ thiệt. Không, bạn gái của Quốc Khánh rất là support Quốc Khánh luôn á. Có nghĩa là trong những bạn gái sẽ luôn ngồi nghe mo để mà coi những cái scene của Quốc Khánh. Kêu anh dở, cần... anh dở là kêu anh dở quá, anh làm lại đi. Có nghĩa là chỉ cần một cọng râu Quốc Khánh lệch qua thôi. Có lẽ là vừa kêu đạo diễn thì kêu cắt cái là nó nhào vô, kêu anh ơi nơi vô đưa nước, xong rồi anh ơi cái râu nó vậy nè, tỉa lại, xong nãy em thấy anh vậy nó không phải vậy. Nghĩa là làm như là mưu sĩ với Quốc Khánh vậy đó. Kiểu luôn luôn take care mọi thứ. Như vậy tức là đối với em cái cảnh đó nó rất là nhẹ nhàng. Dạ đúng rồi. Bây giờ đây nụ hôn chính nè. Chính không em không biết nữa. Trong nụ hôn là gọi là phần căng thẳng nhất, mình ta nói là thông thường những cái giây phút sanh tử đó không hề, nó làm lẹ lắm.
rạc lắm. Đúng rồi, rạc. Đạo diễn chưa action là tụi nó từ từ khoan. Giữ mình gái ơi. Trời ơi, tao nói tụi nó sáp vô như không hai đứa luôn hút ở trên bị mắc gấp á. Bọn mày mắc khùng lắm hả? Tụi em không có một cái thôi, mọi người đừng hiểu sai tụi em. Cái đó là lên phim luôn đó, hết rồi. Mà rạc. Hai người rehearsal trước thì sao? Tụi em không rehearsal trước. Thật ra là trong cái quá trình đóng phim Móng Vuốt á, em cảm thấy là cái chemistry giữa em với lại anh Tuấn nó cũng là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt đối với em. Tại vì thật ra là giữa hai anh em thì cũng khá là thoải mái. Tại vì anh Tuấn là một người ở ngoài công việc thì ảnh là một người rất là thoải mái, nhưng mà ở trong công việc thì ảnh lại rất là tập trung và ảnh rất là chuyên nghiệp. Thì có một cái vấn đề ở đây là nhân vật của Minh và nhân vật của Thắng giận nhau. Cho nên là trong xuyên suốt cái thời gian mà tụi em đóng phim á, thật ra là hai nhân vật này luôn luôn có một cái khoảng cách nhất định. Và đúng là ở trong cái khi mà tụi em vào nhân vật, tụi em luôn luôn giữ cái khoảng cách đó, cho nên là cái cảm giác nó luôn luôn hơi căng thẳng và nó hơi xa cách, có một chút xa cách, tại vì bắt buộc nhân vật của mình nó phải là như vậy. Cho nên là khi mà có một cái cảnh, đáng là nó dài hơn ha, nhưng mà nó có cắt xuống, là cái cảnh mà Tường Minh tìm thấy vấp trúng Thắng, xong rồi lôi Thắng vào lều lúc mà con gấu đã phá cái xe rồi. Thì lúc mà hai nhân vật này tìm lại thấy nhau và vỡ òa về mặt cảm xúc á, thì nó đã là một cái cú hích đi lên với cái mối quan hệ đó rồi. Và cái nụ hôn cuối cùng đó nó giống như là sau bao nhiêu giận hờn, sau bao nhiêu xa cách, đó là mình nhào vô mình bú. Nói vậy mình tới bến rồi. Thì đó là lý do tại sao tụi em nhào với nhau, chứ có phải là tụi em đó. Nhưng mà em coi phim Mai chưa? Có chứ, đương nhiên rồi. Thì em có bị áp lực khi mà hôn Tuấn Trần không? Ủa, à, nhưng không. Mà lúc đó mình quay là mình quay trước phim Mai. À, quên, đúng rồi. Bộ phim Móng Vuốt, thật sự là anh Tuấn Trần là một siêu nhân luôn. Là anh quay xong Móng Vuốt, xong anh quay Đất Rừng Phương Nam. Sau anh nghỉ hình như tầm đó đâu được nửa tháng tụi em có gặp nhau, tất cả tụi em đi ăn. Xong rồi sau đó là anh đóng phim Mai. Liên tục, cho nên là thật ra là trước đó thì em chưa được xem anh Tuấn khung ai là cho nên cũng không có áp lực gì. Là em cảm thấy là cái mà em thích nhất ở trong bộ phim này là mỗi nhân vật được tạo lên những cái phiên bản rất là mới, kiểu mỗi nhân vật không có cái bản, một cái phiên bản trước nào hết, cho nên mọi người cứ có sao diễn vậy thôi. Vậy thì các trai trong phim này gu của em phải là gu Tuấn Trần không? Hình như chị hỏi em câu hỏi này một lần rồi đúng không? Không, chưa. Deja vu. Gu của em không có trong phim này, em nghĩ vậy. Vậy hả? Dạ, gu của Thảo Tâm thì không có. Chị tưởng chị gu em. À, em sai rồi, đúng rồi. Nếu mà có đó, gu trai thì không có, nhưng mà gu gái là Nam Mi nha. Ủa, ví dụ như là Thắng thì không phải gu em hả? Dạ, tại sao? Tại vì anh hiền quá, anh chiều em quá. Vậy hả? Ừ. Em cảm thấy là nhân vật Thắng thích giống bị như... đầu. Thích bị nắm đầu, bị tát. Thì giống anh thôi, chứ gì? Bị ra trưởng. Anh thích như vậy còn gì, đó là lý do tại sao mà anh thích cái gì? Anh Tuấn lớn ác anh cảm thấy bị nắm đầu của anh Tuấn cho nên anh lên anh Tuấn. Không. Relax. Đó là thấy. Hít sâu vô. Cái mà mọi người quan tâm nhất là dàn diễn viên sẽ diễn như thế nào với con gấu. Đó, thì khi mà xem Behind the Scene thì biết có một người giả con gấu, nhưng mà một người giả con gấu rất là to và có móng vuốt là nó khác. Đó, thành ra không biết là cái quá trình đó như thế nào, và đặc biệt những cái cảnh ở trong xe mình phải, cái xe nó đảo rồi nó lật đồ tùm lum, những cái đó nó cũng rất là khó, cho nên là dàn cast có thể chia sẻ thêm ha. Thật ra là con gấu trong mắt tụi em thì nó có rất là nhiều phiên bản. Có một cái anh mặc một cái bộ đồ bó màu xám là một phiên bản. Xong rồi có một cái bộ đồ gấu đúng rồi, một cái bộ đồ gấu. Nhưng mà nó là từng phần của con gấu thôi, chứ không phải là một con gấu hoàn chỉnh. Xong rồi có những lúc mà tụi em nhìn vào khoảng không tụi em diễn thôi, là không có con gấu ở đó, nhưng mà sẽ có một cái máy quay ở gần đó chẳng hạn. Thì những cái cảnh đó là những cảnh khó nhất, khi mà không có cái nỗi sợ thực sự mình đối diện á, mà là mình phải hoàn toàn hình dung ra. Thì em nghĩ là cái mà giúp cho tụi em nhiều nhất ở trong tất cả những cái cảnh đó là cái sự cộng hưởng năng lượng với nhau. Em vẫn còn nhớ cái cảnh đầu tiên mà tụi em thực sự sợ cùng nhau và cảm thấy cái sợ đó vô trong xương của mình á, là cái cảnh bưng anh Quốc Khánh chạy leo lên xe. Thì cái đó là cái cảnh căng thẳng đầu tiên mà mọi người quay cùng với nhau.
Nhưng mà cái cảnh đó, cái cảm giác sợ đó rất là thật. Tại vì cảm giác giống như là kiểu giả sử như nếu có một người bạn của mình máu me tùm lum, máu me chảy ra cả tay mình, và mình cảm thấy là nó sắp chết tới nơi rồi, thì trong tâm trạng của mình như thế nào? Thì lúc mà cái cảnh đó vừa hô cắt một cái thì em quay ra em thấy Gia khóc, em cũng khóc, My cũng khóc, bà này cũng khóc, tất cả mọi người. Nó chỉ một cái cảnh rất là đơn giản là bưng anh Khánh lên xe thôi, nhưng mà mọi người có cái tâm lý là mình sợ mất bạn mình, thì cái nỗi sợ đó đi vòng vòng ở trong cái xe đó. Thì lúc mà quay với con gấu nó cũng vậy, là mọi người đều sợ, và cái nỗi sợ đó nó gặp nhau thì nó sẽ ra một cái cảm giác khá là thật. Còn Naomi? Đối với em thôi nha, riêng một mình em thì là em luôn luôn có một cái nỗi sợ chết. Thì xuyên suốt những cái lúc đóng phim thì em luôn phải đem nó ra. Thì em luôn phải đối diện với điều đó mỗi ngày, tại vì nó không khó để em, tại mình mỗi ngày là em giấu nó vào và em làm những công việc khác để cho nó quên đi cái nỗi sợ đó. Nhưng mà khi mà đóng phim này, em được dịp đem nó ra mỗi ngày, mỗi đêm. Nên là những cái lúc anh kêu diễn thôi. Những cái lúc mà em bình thường á, thì những cái lúc mà mình đang chờ đợi á, tại em không có muốn đem nó ra nhiều quá, nên là em phải vui. Em phải vui để cho em không có sẽ vô cái trạng thái hoảng loạn tột độ khi mà bình thường á, chị hiểu không? Nên là em luôn phải vui khi mà em không đóng. Nhưng mà khi em đóng là khi mà mọi đó. Người đã kêu là em ra đi. Ra đi. Ra đi con. Tức là con gấu mà nó giả mình cũng dễ với mình hả? Dạ. Rồi bị quăng qua chỗ này chỗ kia thì ê ẩm lắm không? Dạ, em thấy bình thường, tại em cũng em trâu lắm. Đô nặng thế. Trâu. Em cũng trâu lắm. Thanh. Em thì riêng về con gấu thì thật ra là mà con gấu giả ở ngoài xé rất là nhiều, thì đòi hỏi diễn viên sẽ phải tập trung tưởng tượng rất là cao. Thì ngoài cái việc mà tưởng tượng của tụi em, những khả năng tưởng tượng của tụi em ra, thì anh Sơn cũng là cái người mà mic đường dây, mi đường dây cho tụi em từng cái nỗi sợ một, cho nên là chỉ cần nghe theo và làm theo cái cảm giác của mình feeling thì mình sẽ ra được cái nỗi sợ đó. Và con gấu hầu như ở ngay cái lúc đó thì con gấu nó không còn là cái vấn đề khó khăn để tụi mình vượt qua nha. Với lại anh Sơn, anh Hồng Thanh chính là nỗi sợ của tụi em. Chứ anh Thanh lo gì được, đúng không? Trời ơi, em làm giờ nhiều người tối em quá. Còn Gia? Dạ, thì tại vì cái vai của em nó chỉ đối diện với con gấu một chút xíu thôi. Thì cũng như mọi người nói là do sự tưởng tượng với lại cái sự mi đường dây của anh Sơn, rồi cái sự cộng hưởng của tất cả mọi người, cho nên là cũng có thể dễ dàng tỏ ra cái nỗi sợ đó khi mà nó không có thiệt. Thì cái nỗi sợ duy nhất của thằng Sơn chắc là cái lúc mà leo xuống núi á, thì bên ekip là có dựng hẳn một cái đó studio, đúng cái rồi. Studio đúng rồi, một cái vực khoảng tầm 6m anh, 6m 7m gì đó. Tầm đó. Yeah, 7-8m á. Và em không có bảo hộ gì hết, em chỉ có dây và em tự nắm thì nhìn nó cao thiệt, thì đó là cái nỗi sợ mọi người đã tạo cho em sợ thiệt. So it's real. Bữa đó Gia phải diễn cái take đó tổng cộng là 56 lần nhảy cho tất cả các góc máy toàn trung cận lật này nọ kia. Thì có người ta đếm là đã Gia đã phải nhảy 50 mấy lần, thì tới lần thứ 20 mấy là Gia bị chấn động phổi hay gì đó, nói chung là cũng có nín thở. À, nói chung là cũng thấy mình tàn nhẫn lắm ấy, nhưng mình không thể dừng lại được. Nhưng mà Gia lại là chuyên phim hành động, cho nên là từ trước giờ là em biết là Gia máu me mấy cái đó lắm, không có sợ. Đúng gì rồi, đâu thì anh Sơn có hỏi em là ổn không, chơi đi anh. Mấy người kia kia em dừng nghe không? Anh dừng. Cứ làm tới đi, nói vậy. Tới đi. Em nghĩ là cái nỗi sợ lớn nhất của tụi em khi mà ở trong set là để tụi em tìm ra cái nỗi sợ là tụi em sợ mất nhau. Tụi em sợ người mình thương, người mình yêu mất đi. Chứ con gấu thì nó cũng chỉ là một nỗi sợ để nó push cái điều đó thôi. Tụi em cái lớn nhất là tụi em sợ mất nhau. Nhưng mà cái điều để làm cho cái chuyện mà sợ mất nhau nó xảy ra là tụi em là bạn thiệt rồi. Tụi em đã là bạn với nhau luôn rồi. Nhưng mà cái cảnh trong xe mà nó quay vòng vòng mà thông mọi người. Thật ra thì trong cái quá trình quay này thì mỗi người bầm dập một kiểu, tại vì mỗi người sẽ có một cái cảnh hành động khác nhau. Anh Gia là có cảnh đu, xong rồi anh Tuấn là có cảnh leo cây,
xong rồi mấy series là quánh nhau với anh Hùng Thanh, không em cũng quánh nhau với anh Hùng Thanh quá trời quá đất. Nhưng mà cái cảnh đu, cái cảnh lật xe đó là mỗi người có một cái đai bảo hộ trong người, và cái người diễn cái cảnh đó khó nhất là người không có mặt ở đây là anh Quốc Khánh. Đúng rồi, tại vì anh Quốc Khánh đã chết rồi mà anh cứ phải mở mắt ra vậy nè, mà cái xe đó lật và tất cả mọi thứ rất là nhanh, tại vì cú lật nó chỉ có trong vòng một giây, chưa tới một giây cái cú lật đó, bởi vì cú đó là anh quay tới 500 frame nữa, đó là một giây của nó là 500 frame nữa. Ông Khánh á, là mọi người có thấy là ảnh có cái áo ống là cái chăn bà này đắp cho ổng, thì là ở trong cái áo ống đó là nó có cái đai vậy nè, xong là lúc mà cái xe nó lật cái lỏng xong rồi em cũng có cái đai trong người, xong rồi lúc mà nó lật như vậy thì trọng lực nó làm việc của nó, xong rồi còn mình thì mình cứ mở hết mắt ra thôi. Cái cảnh nó vui lắm, mệt đau lắm, tại vì lật xong cái là tất cả tụi em treo ngược từ sàn nhà vậy nè, tung bốn vó lên trời hết. Đúng rồi, vui. Trời đất ơi, cái đó không ói luôn mà vui vui hả? Đô em cũng nặng luôn vậy hả? Dạ, đã lắm chị. Em đã không đâu mi? Không có mi, lúc đó không có em. Lúc đó mi xòe rồi. Ủa? Lúc đó là em chăn em để mắm rồi. À đúng rồi. Anh xúc rồi, anh xúc thằng khác. Lúc đó là em đã lãnh tiền cát-xê rồi. Dạ, em chăn em để mắm không đó. Bả kỹ lắm, cái cảnh mà bả chết là cái cảnh mà bả bị kiểu gấu quào như bả cũng phải đẹp. À. Chết cũng đẹp. Không sao, kể như là cái phim này, thật ra cái phim này một trong những cái lý do để mọi người đi xem là dàn cast quá đẹp anh. Dạ. Ồ, nhìn rất là tuổi trẻ, rất là đẹp về cả về giao diện cũng như là thoại của các bạn cũng rất là ok, và đó là cái điều em rất là thích. Và thích một cái điều nữa trong bộ phim này á, là em nghĩ là Rocker là vai phản diện mà cuối cùng là vai không có phản diện, tức là vẫn có cho người ta thấy đây là một cái tình bạn thật sự. Chứ thông thường những cái bộ phim sinh tồn là có mấy cái đứa mà ngu ngu kiểu như là vai của series ha, là kể như là mọi người nói cho nhỏ này đi trước giùm tôi đó, hay là có những cái đứa mà bốc đồng như là vai của em như Minh đó, là mấy cái đứa đó cuối cùng là phá game á, dẫn cái ngu về, rồi xong là những cái nguy hiểm tới cho cái team của mình là vì mấy cái bốc đồng tính cách đó. Nhưng mà và giống như là phản diện ấy, mà cuối cùng là phim này vẫn tạo được một cái sự đoàn kết giữa mọi người, thì cái đó là yếu tố có thể là đối với những người khác nó hơi nhẹ đô. Nhưng mà với em thì em cảm thấy là tồn tại thật sự một cái tình bạn ở trong phim thì mình thấy thú vị. Thì cái chính vì bảo vệ cái tình bạn đó mà dàn cast này ở những cái bản phim mà khi mà anh sửa lại là các bạn cũng có buồn anh đó, nó là tụi em bước vào trong cái bộ phim này với một cái trái tim kiểu khác. Thực ra là Naomi là đại diện cho một cái nữ thần bị tội lỗi, một cái cô nàng sexy và có nhiều cái đam mê nhục dục ở trong đó, thì sexy girl sẽ là chắc chắn con này sẽ chết trong những cái bộ phim horror. Không rồi. Đẹp là phải chết. Quốc Khánh sẽ đại diện cho easy và lười biếng, hơi mập một chút xíu thì cũng là chàng lười thì cũng sẽ hy sinh. Rồi tứ chi phát triển tứ chi phát triển thì cũng là sẽ chết. Không bồng bột bốc đồng thì phải học được bài học của mình để mà tồn tại. Còn như Mi là final girl thì ngơ ngơ thì cũng có rồi đó, nhưng mà khi mà tụi anh đổi trục thì anh cảm thấy rằng là tới thời điểm mà cái dòng phim mà theo kiểu truyền thống kiểu đó là khán giả cũng dễ đoán quá. Với lại mà khi mình đưa về Việt Nam và châu Á, mình phải thay đổi khẩu vị một chút xíu, thay đổi cái taste chút xíu, cho nên là anh đã chuyển hướng và làm cho cái nhóm bạn này hoàn toàn là yêu thương nhau, chứ không có những cái drama đằng sau. Vâng, và rất tiếc thì thời lượng không có nữa, cho nên là chúng ta sẽ tạm nói lời tạm biệt tại đây, và hy vọng là dàn cast của mình cũng sẽ có thời gian để có thể chia sẻ sâu hơn trong những số phát sóng tới nhé. Cảm ơn dàn cast rất nhiều. Rất mong được gặp lại mọi người. Cảm ơn khán giả VOH.